chứng yêu quý đi trời. Không biết là cái thành viên nào mới đẻ đây ta. Chắc là cái thành viên Saraman vàng của mình rồi đó đây. Trong đây thì có bao gồm mấy con Serama màu xám nè, màu trắng với màu vàng của mình luôn đó. Màu vàng thì được 2 con đó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cho mấy cái trứng này vào sâu bên trong một chút nha, tại vì còn lâu nó mới nở đó mấy bạn. Còn mấy cái trứng nào mà nó sắp nở thì mình sẽ để ngoài gần ngoài đây nha. Nè, sẵn đây nó có luôn cái vỏ trứng màu rưa của mình nè mấy bạn. Nhờ cái vỏ trứng này mà mình không có bị mất trứng nữa đó mấy bạn. Đây là mấy cái trứng mà mình thu hoạch được trong 2 ngày này mấy bạn. Để xem mấy cái trứng nha. 2, 4, 6, 8, 9. 9 cái trứng rồi đó mấy bạn. Cái trứng này của mình là cái trứng con gà rừng của mình mới đẻ được hồi trưa nè. Còn cái trứng này là thì cái trứng Serama dài mà mình nói với mấy bạn đó. Rồi đây chính là 4 cái trứng này là 4 cái trứng của gà đá của ba mình. Rồi 3 cái trứng này là của tiếp tục là 3 con Serama đó mấy bạn. Ok, giờ mình sẽ lấy cái viết này mình viết lên tên của nó. Rồi hôm nay mình sẽ bỏ vào cái máy ép trứng luôn nha mấy bạn. Cái trứng gà rừng này mấy bạn mình sẽ ghi chữ R nha. Rồi hôm nay là ngày 1 tháng 2. Mình sẽ ghi vô đây để 21 ngày sau là có thể là trứng sẽ nở đó mấy bạn. Thì tương tự như là cái trứng Serama này mấy bạn. Đây. Mình sẽ ghi chữ SE. Cũng ngày hôm nay mình sẽ cho vào cái máy ép trứng luôn. Đây. Cái trứng này thì nở cách đây hôm qua rồi, mà hôm nay mình cho vào nên hôm nay mình sẽ tính ngày luôn nha mấy bạn. Còn đây là chữ đờ nha. Mấy cái trứng gà đá của ba mình thì tất nhiên nó sẽ bự hơn mấy cái trứng gà của mình rồi. Trong đây thì có bao gồm mấy con Serama màu xám nè, màu trắng với màu vàng của mình luôn đó. Màu vàng thì được 2 con đó mấy bạn, nên 2 con đó nó đẻ suốt à. Mà hồi trưa này là nó bị mổ trứng đó mấy bạn, nên mình quyết định mình lấy miếng dầu gió này nè. Mình lấy cái chai dầu gió này mình đi mua trên tiệm thuốc tây đó. Mình lấy cái vỏ trứng đó mấy bạn. Mình cho mình nhúng nước dầu vô, mình để vô cái lòng của nó. Trời ơi, nó mổ thử. Thành ra tự nhiên cái nó bị sặc dầu đó mấy bạn. Cái từ đó cái trứng của mình nó không có bị bể đâu mấy bạn. Nó không bao giờ mổ trứng nữa. Chứ bị 2 cái trứng liên tục mình tức ghê luôn á mấy bạn. Rồi, cũng sắp xong rồi nè mấy bạn. Tính ra mấy cái trứng này của mình chắc khoảng quay rằm á, quay rằm tháng giêng thì mới có trứng nha mấy bạn, mới có gà nở đó mấy bạn. Ok, giờ xong rồi nè. Giờ mình đem lại cái máy ấp của mình nè mấy bạn. Cái máy ấp của mình thì hôm nay cũng hơi khá trứng rồi đó mấy bạn. Nở ra cũng được mấy con rồi. Tính ra cái máy này ok đó mấy bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ cho mấy cái trứng này vào sâu bên trong một chút nha, tại vì còn lâu nó mới nở đó mấy bạn. Còn mấy cái trứng nào mà nó sắp nở thì mình sẽ để ngoài gần ngoài đây nha. Đây, cho vào sâu luôn. Cái máy này của mình 100 trứng lận mấy bạn. Vậy chứ nếu mà tụi nó đẻ thường xuyên như thế này á, thì mình nghĩ là trong vòng thời gian ngắn thôi thì cái máy này của mình sẽ đầy đó. Nên có thể là sẽ, mình nghĩ lúc đó thôi mình không có chỗ để ấp trứng đó mấy bạn. Nó mình mở ra nãy giờ cũng hơi lâu rồi á, nên thành ra nó sẽ kêu nè. Mình cho sâu bên trong luôn nha. Còn mấy cái trứng Serama nữa nè mấy bạn. Nè, Serama nè. Cái trứng Serama siêu dài của mình luôn. Đây nó bị xuống cái nhiệt độ bên trong với cái độ ẩm đó mấy bạn, nên nó đang báo động đó. Mình ráng mình cho nó nhanh chút nha. Mình cho nó một khu thôi để mốt sau này mình sẽ dễ biết được đó mấy bạn. Rồi hết trơn rồi nè. Rồi ok rồi đó. Trong đây của mình chắc mình khoảng
30 trứng rồi mấy bạn. Còn mấy chục ô nữa nè. Mà mỗi trứng như thế này thì tới 20 mấy ngày mới nở ra được. Đây, cái trứng gần nhất của mình là ngày 16 tháng 1. Ui, 16 tháng 1, mà cái trứng này mình thấy nó hơi nhẹ đó mấy bạn. Có thể là nó không có trống rồi hay sao đó, mình thấy nó nhẹ quá nè. Nhưng mà mình cũng sẽ vẫn để đây chờ tới đúng ngày nha mấy bạn. Ok, mấy cái trứng mười mấy ngày thì nó ở đây hết rồi mấy bạn. Thì mình sẽ đóng lại nha, để cho nó duy trì nhiệt độ bên trong cho ổn định đó mấy bạn. Mới bỏ mấy cái trứng vô cái máy ấp mấy bạn, cái xong ra phát hiện có cái trứng nhỏ ở trong nữa nè, trong cái trụ Serama của mình nè. Giờ để mình vô trong đó mình lấy cái trứng này ra, sẵn mình bỏ vô cái máy luôn nha mấy bạn. Nè, sẵn đây nó luôn cái vỏ trứng hồi xưa của mình nè mấy bạn. Nhờ cái vỏ trứng này mà mình không có bị mất trứng nữa đó mấy bạn. Rồi, đây, bốn thanh niên làm việc rất là hiệu quả của mình luôn đó mấy bạn. Để giờ mình qua đây nha, mình lấy cái trứng cho mấy bạn. Rồi, chim bồ câu của mình đang đẻ bên đó đó, đang nở rồi, đang ấp đó mấy bạn. Rồi, cái trứng yêu quý đây rồi. Không biết là cái thành viên nào mới đẻ đây ta. Chắc là cái thành viên Serama vàng của mình rồi mấy bạn. Này tính ra nó duy trì năng suất lắm mấy bạn. Mỗi ngày đều đẻ hay sao á. Hồi trưa này bị mất trứng nè, nên thành ra mình áp dụng cái chai dạo gió liền luôn. Cái thành ra bây giờ có cái trứng à, quá ok luôn nè mấy bạn. Để lên đây đi cho dễ mấy bạn. Mình cũng nghe Serama luôn nha. Trời, mấy bạn, cái chai dầu thần thánh nè. Đó, mấy bạn mua dầu gió gì cũng được hết trơn á. Miễn là dầu gió xanh, ra ngoài tiệm thuốc tây nó bán đầy đó mấy bạn. Là dễ áp dụng liền, cách của mình chỉ là ok hết nha. Mở trứng bao lần hai thôi, tính ra hôm nay mình đã bỏ vào máy 10 quả trứng nha mấy bạn. Bỏ vào chung một khu luôn. Rồi, đây, xong. Tên tên mấy cái trứng vịt xiêm của mình nè bạn, nên nó to lắm. Sẵn đây mình sẽ ghé thăm cái mấy bé gà con của mình nè mấy bạn. Đây, 3 con gà nồi và 3 bé gà tre thái nha mấy bạn. Nguyên cái ổ gà nồi của mình nhiều lắm, với tre thái cũng vậy, nhưng mà do nó nhiều quá, con gà mẹ nó ấp không nổi hay sao đó bạn. Cái nở ra 3 con, cái nó bỏ ổ luôn à. Cái thành ra mình cũng đang mở con máy ấp á. Mấy gà tre thái này nó có cánh hết rõ nha. Rồi, còn đây là hai cái em Serama của mình nè mấy bạn. Đây, đó. Này tính ra nó cũng được 4 ngày tuổi rồi đó mấy bạn. Lông xù hết trơn rồi nè. Cái con gà xám thì nó lớn ngày hơn cái con gà trắng 2 ngày đó. Gà vàng nè mấy bạn. Tại giờ tới giờ ngủ rồi mấy bạn. Thôi mình đóng lại cho tụi nó ngủ nha. Ok, video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu mấy bạn thấy video hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm.